Dạ quay chó đang bơi. Bây giờ quay mấy con này nó bơi ngộ quá chó nữa. Mày đi, mày hỏi quay gì đang quay chó đang bơi mà chỉ nó quay như mày luôn đó. Nè. Đó. Coi con. Coi con này mày chở lên để gian như chó con chó cũng mực chứ mày. Có mày ngáo mà. Chó này chó mình nè chứ chó nào? Chó của mình nè. Leo. Mẹ cái không? Mẹ cái con mẹ. Chó cũng chạy. Hả? Chó này chó ai? Chó này à, con chó của ai biết không, con chó ông đâu phải không? Điên, chó này ông nhắc lại đó. Chạy nữa. Con này đi cho nó ngáo nè. Nhà của ông nuôi quá hơi bị nhiều chó. Đấy nữa, đồng, ông mà bỏ điện thoại nó lội về với con đó, đâu mẹ nó lội. Ấy, bỏ ông bỏ rồi, không có lại lội về. Về với ông này nè. Còn lao quá. Cãi nữa, rồi phải nhịn chó luôn biết trời. Mày cứ mới cãi á. Ai? Bữa giờ bây giờ ông nói chó này của ai? Con chó này là tự vô nhà của em ở. Cãi ông, đừng có đại. Không, hồi nãy con chó con áo của mình lỗi có thêm một con chó con nữa. Chó 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 kia đầu đen. Con chó này đầu vàng, ok. Ông xác nhận tàu lao quá Mai Quy ơi. Chó nè, bà hổng ngáo ra tới đây nữa nó, mà nó đâu có đen nghe ra nó này đâu. Dương chưa có đăng cái gì đó. Con chi vậy, con này không phải. Không, mà con này tôi thấy giống một người, giờ thấy giống nè. Con. Rồi, hắn đi bơi về đi con. Hắn đi bơi về. Hắn đi, bơi về đi con. Bơi về bên kia kìa. Bơi về nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua là đây phỏng vấn các anh chị tắm sông này có sao quá. Hồ bơi thiên nhiên. Quay con chim luôn mẹ ơi. Phỏng vấn bên kia. Anh ơi, anh đang quay vậy. Tôi đang quay. Ngáo 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 ngáo. Cái cây dướng cái tay. Để tử. Hồi nãy nghe cô nào hát ca giọng cổ hay quá, có thể hát lại lần nữa không? Bà ngồi vậy mà ca giọng cổ luôn bà Năm. Ca giọng cổ trên sông. Đó bà đó, ca giọng cổ hay lắm. Ở bà gì bà Năm? Con cho bà Năm đi luôn, con kỹ giọng bà Năm lên rồi đó. Ở trên con cho bà Năm đi luôn rồi đó. Ở trên đài của người ta là có Bạch Thu Hà đúng không? Sao bà Năm càng lại gần bà lại càng đi xa vậy? Yeah.